Hải Minh xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2020. Thì video sáng mình đã giới thiệu 5 cây và bây giờ đã bán một cây số 3 rồi. Mình sẽ đi vô chi tiết từng cây một. Đây là cây số 1 ha, giá bán là 7 triệu rưỡi, khoan bàn Asina hàng nội địa Nhật, cao 1m, motor 3 pha 200V, đấu tụ thành 1 pha 220. Thì mình về chỉ việc cắm xài thôi, máy 2 pulley. Buli đầu khoang, ghi buli motor, nắp che buli bằng nhựa, không nứt không bể, ba tay quay còn đầy đủ đẹp long lanh, còn cái tem nữa, cái thương hiệu Asina. Chỉnh tăng đơ buli thì nó có cái cây tăng đơ ở giữa này, thì mình chỉ việc nhóm ốc này ra và mình tăng đơ cái này là xong. Cái này cái chì này là chì lô ha, chì lô của Đài Loan, mình về mình ghép vào cây khoan bàn để mình có chuyện mở. Đây Asina. Ở dòng điện Việt Nam mình 50 hẹp thì tốc xoay chậm nhất của nó là 400, 1000, 1650 và 2500. Hiroshima Japan. Đầu kẹp khoan từ 1 ly tới 13 mm sử dụng chìa. Mâm nó là mâm vuông. Cây này cái mâm nó hoàn hảo quá đẹp luôn. Không bị khoan lủng ở chỗ nào. Đối với mâm vuông thì nó sẽ nghiêng được hai bên, mỗi bên 45 độ. Đây là cái thước chuẩn của nó. Muốn nghiêng thì mình sẽ nhớ một ốc ở phía dưới ra, rồi chúng ta sẽ chỉnh cái góc độ để siết lại. Nâng hạ mâm bằng tay quay và cái ti trụ nó còn sáng giới, rất là đẹp. Rồi mình giới thiệu sơ về cái ngoại hình, rồi sẽ đi vô thực nghiệm chi tiết luôn. Sáng thì mình chỉ có quay 5 cây tổng hợp thôi, bây giờ mình sẽ test từng máy một. Đây là cái mũi khoan 8 ly. Đầu tiên mình sẽ test ở tốc nhanh nhất để xem cái độ đồng trục. Đó, cực kỳ thẳng luôn. Đó, giờ mình sẽ chuyển xuống cái tốc chậm. Ở đây là mình sẽ test ở cái tốc ngàn. Đó, quay rất là đồng trục. Ok, giờ mình sẽ làm tiếp cái động tác là chúng ta sẽ khoan. Ở đây là miếng sắt huyền thoại. Miếng sắt về 5 ly, mình sẽ khoan cái mũi 8 ly. Rồi sẽ thực hiện khoan ha. Khi mà khoan vật liệu cứng với lại mũi khoan lớn thì mình nên có một cái ế cử để mình giữ nó lại. Rất là nhẹ nhàng luôn. Sẽ thử lấy tâm ha. Lấy tâm mũi lớn này nó không ấy. Khi mà mình đưa cái mũi khoan xuống mà nó không có lệch mũi khoan là cái trục còn rất là cứng và chuẩn. Đúng không? Rất là nhẹ nhàng. Hoàn hảo. Đây miếng sắt sau khi mình khoan. Đó, lỗ rất là tròn, đẹp luôn. Và đi rất là ngọt ngào. Giờ mình sẽ thay cái mũi nhỏ để làm cái lấy tâm. Mình đã thay vô cái mũi 3 ly. Ta sẽ xem mũi 3 ly nó chạy. Quá đã luôn. Mình sẽ lấy cái tâm thử. Mũi khoan đi rất là thẳng luôn. Này là cái mũi chỉ có khoan sắt thôi, mà cái miếng mình đang làm đây là cái mũi cái miếng inox. Ha, đẹp luôn. Nó tâm còn chuẩn cực kỳ. Ấn xuống là ngay chắc một chỗ luôn. Không cần đánh lung tu. À, vậy là mình giới thiệu xong với anh chị về cây khoan bàn Asina cao 1m, mâm vuông, giá bán là 7 triệu 500 ngàn, test đầy đủ các chức năng,
hàng bao chuẩn, bao zin, bao em. À, hàng nội địa Nhật luôn, đầu kẹp khoang 13mm, mâm vuông nghiêng hai bên. À, anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 3978 258, và đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. À, một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó, chạy tốc cao nhất mà em ru.